Với mục tiêu tăng cường quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại sản phẩm nhãn nói riêng và các mặt hàng nông sản nói chung của tỉnh Hưng Yên đến thị trường trong và ngoài nước, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và các bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, sản lượng thu hoạch nhãn của Hưng Yên năm nay dự kiến đạt khoảng 50 đến 55.000 tấn, cao hơn năm 2020 từ 15 đến 20%, trong đó hơn 60% được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, đặt ra thách thức cho việc đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, hội nghị kết nối cung cầu lần này được thực hiện theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, kết nối với 12 điểm cầu trong nước và 60 điểm cầu ở nước ngoài tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài ra, việc đưa quả nhãn lên sàn thương mại điện tử không chỉ nhằm tiêu thụ đặc sản mang tính mùa vụ mà kỳ vọng đây sẽ là hướng đi mới cho người nông dân nói chung và người trồng nhãn Hưng Yên nói riêng. Trong khuôn khổ hội nghị, ban tổ chức cũng triển khai khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nhãn và nông sản tiêu biểu của tỉnh, khởi động chương trình đưa nhãn và nông sản Hưng Yên lên sàn thương mại điện tử, ký kết hợp tác hỗ trợ tiêu thụ nhãn và nông sản, đồng thời cắt băng xuất hành đưa nhãn lồng Hưng Yên vào các hệ thống phân phối. Đây là điểm nhấn ấn tượng trong chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại nhãn lồng, nông sản của tỉnh Hưng Yên năm 2021.